Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc chăn nuôi, đấy, nuôi gia súc, gia cầm, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, vân vân. Đấy. Trong cái tháng 7 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đấy. Thì để chọn được ra một ngày tốt chúng ta tiến hành công việc chăn nuôi ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào 34 tiêu chí này để chúng ta tìm được một ngày tốt. Và tất cả các tiêu chí này thì đều có trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm cho mình những ngày tốt và giờ tốt để tiến hành công việc cho được gì đúng thời điểm và được hay không thuận lợi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào xét về cái tháng 7 năm 2022 nhâm dần sẽ có ngày nào tốt để chúng ta tiến hành công việc chăn nuôi. Như quý vị đã biết ấy, tháng 7 âm lịch nó khởi từ ngày 27 tháng 7 dương lịch đến ngày 26 tháng 8 dương lịch. Và tháng 7 âm lịch nó là tháng Thiếu, là tháng Mậu Mậu Thân. Đấy. Và việc đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra được ngày tốt thì chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu. Những ngày xấu bao gồm những ngày sau này. Đầu tiên là ngày sát chủ. Thì trong cái tháng 7 âm lịch, ngày sát chủ nó sẽ gồm ngày Hợi và ngày Sửu. Ngày Hợi là sát chủ âm, ngày Sửu là sát chủ dương. Đấy. Ngày tiếp theo chúng ta còn lại bỏ đó là ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa thì nó là ngày Mùi. Ngày Mùi là sát chủ mùa này. Ngày thứ ba chúng ta lại bỏ đó là ngày Thiên Địa chuyển sát. Ngày Thiên Địa chuyển sát trong tháng 7 âm lịch nó sẽ là ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu, nhưng trong tháng này không có hai ngày này. Đấy. Tiếp theo là ngày Thủ tử. Ngày Thủ tử trong tháng 7 nó sẽ là ngày ngày Sửu. Ngày Sửu nhá, quý vị lưu ý nhá. Ngày Dương Công Kỵ nó sẽ là ngày mùng 2 và ngày 29. Ngày mùng 2 là ngày Giáp Thân, ngày 29 là ngày ngày Tân Dậu. Đó. Tiếp đến là gì? Chúng ta có ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 hàng tháng. Mùng 3 là ngày Ất Dậu. Mùng 7 là ngày Kỷ Sửu. Ngày 13 nó là ngày Ất Mùi. Ngày 18 thì nó là ngày Canh Tý. Ngày 22 nó là ngày Giáp Thìn và ngày 27 nó là ngày Kỷ Dậu. Đó là những cái ngày Tam Lương chúng ta cần tránh. Tiếp đến chúng ta loại bỏ những ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ gồm những ngày mùng 5, 14, 23. Mùng 5 là ngày Đinh Hợi. 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Bính Thân và ngày 23 nó sẽ rơi vào ngày Ất Tỵ. Đó. Một ngày nữa chúng ta còn lại bỏ ngày đó, ngày số thứ 8 chúng ta còn lại bỏ đó là ngày Nguyệt Kiến, đúng không? Tháng này tháng Thân thì Nguyệt Kiến tại Thân. Những ngày Thân quý vị cần lưu ý. Tiếp đến là Nguyệt Phá, đúng không? Dần Thân tương xung thì những ngày Dần là ngày Nguyệt Phá chúng ta cũng không dùng. Đấy. Ngày tiếp theo là ngày Trực Bình. Ngày Trực Bình thì nó sẽ là ngày Hợi, Kiến trừ Mãn Bình, nó là ngày Hợi chúng ngày sát chủ, chúng ta không dùng. Tiếp đến là ngày Kiếp Sát. Ngày Kiếp Sát là ngày Tỵ. Ngày Tai Sát là ngày Ngọ và ngày Nguyệt Sát là ngày Mùi. Đây này, Kiếp Sát này, Tai Sát này và ngày Nguyệt Sát. Đó, thì ba ngày này gọi là ba ngày Tam Sát thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày Nguyệt Hình trong tháng này nó là ngày Mùi thì quý vị không sử dụng. Ngày Nguyệt Hại thì nó sẽ là ngày Hợi. Đó, Thân và Hợi hại nhau này. Đó, Nguyệt Yếm thì nó sẽ là ngày Thìn. Ngày Thìn quý vị cần lưu ý. Tiếp đến là ngày Thiên Sứ. Thiên Sứ nó sẽ là ngày Dậu. Thiên Sứ là ngày Dậu. Ngày Đại Thời thì nó là ngày Mùi. Như vậy ngày Mùi có rất nhiều sao xấu, quý vị cần lưu ý nhé. Ngày Tứ Phế thì nó sẽ là ngày Ngày Tứ Phế nó sẽ là ngày Kỷ Tỵ, trong tháng không có này. Ngày Ngũ Mộ thì nó là ngày Tân Sửu. Tân Sửu là ngày 19, tăng dùng đó. Như vậy là tôi đã vừa loại bỏ tất cả những cái sao xấu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những cái dựa vào cái các cát tinh để chúng ta tìm ra những ngày tốt. Đấy, thì ngày tốt đầu tiên chúng ta có là ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức trong tháng 7 âm lịch nó là ngày Quý. Thì những ngày Quý bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày Quý Mão là ngày 21. Đó, chúng ta ngày 21 là ngày Quý Mão. Quý Mão nó là ngày có Thiên Đức, đúng không? Thứ hai là ngày Quý Tỵ thì nó phạm vào Kiếp Sát tao dùng này. Quý Mùi phạm vào Nguyệt Sát tạo không dùng. Ngày thứ hai chúng ta chọn là ngày Thiên Đức Hợp. Thiên Đức Hợp nó là ngày Mậu. Ngày Mậu trong tháng chúng ta sẽ có ngày sau này. Ngày mùng 6 là ngày Mậu Tý này, mùng 6 là ngày Mậu Tý. Đúng không? Ngày mùng 6 là ngày Mậu Tý này. Ngày 16 là ngày Mậu Tuất, 16 là Mậu Tuất. Và ngày 26 là ngày Mậu Thân. Ngày Mậu Thân. Ngày tiếp theo chúng ta chọn là ngày Nguyệt Đức. Nguyệt Đức nó là ngày Nhâm. Ngày Nhâm thì chúng ta sẽ có ngày nào? Đầu tiên là ngày Nhâm Nhâm Dần là ngày 20 thì trùng ngày Nguyệt Phá. Chúng ta có ngày mùng 10 là ngày Nhâm Thìn. Nhâm Thìn nhé. Đó. Tiếp đến là gì? Có ngày Nguyệt Đức Hợp. Nguyệt Đức Hợp đó là những ngày Đinh. Ngày Đinh thì chúng ta có ngày nào, đúng không? Ngày Đinh thì chúng ta có ngày đầu tiên là ngày Đinh Mùi là ngày 25 thì phạm ngày sát chủ mùa. Ngày ngày Đinh Dậu có ngày 15 là ngày Đinh Dậu. Và ngày mùng 5 là ngày Đinh Hợi thì Đinh Hợi phạm ngày gì? Nó là ngày xấu rồi ta dùng. Đấy. Tiếp theo là ta chọn đến ngày Thiên Xá. Ngày Thiên Xá trong tháng nó là ngày Mậu Thân là ngày 26 thì chúng ta đã chọn rồi này.
Ngày Mẫu Thương thì nó là ngày Thìn Tuất Sửu Mùi, ngày Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, ngày Tuất như vậy. Ngày Thìn thì chúng ta đã chọn ngày mùng 10 rồi, còn ngày 22 thì nó rơi vào ngày Nguyệt Phá, à rơi vào ngày Tam Lương Tam Dùng. Ngày Sửu thì là ngày Tự Tử, đúng không ạ? Ngày Mùi thì là ngày sát chủ mùa Tam Dùng, hơn nữa nó có Nguyệt Sát. Như vậy chúng ta còn ngày Tuất. Ngày Tuất thì chúng ta có ngày mùng 4. Mùng 4 là Bính Tuất. Ngày 16 Mậu Tuất đã chọn rồi, còn ngày 28, 28 là ngày Canh Tuất. Đó là những ngày Mậu Thương. Tiếp theo cho chọn ngày Thiên Nguyện. Thiên Nguyện nó là ngày Thiên Nguyện thì nó sẽ là ngày Kỷ Tỵ, thì trong tháng không có này. Ngày Tứ Tướng là ngày Nhâm thì trùng với ngày Nguyệt Đức, ta đã chọn rồi. Ngày Nguyệt Ân là ngày Nhâm thì trùng với ngày Nguyệt Đức, ta đã chọn rồi, đúng không? Ngày Tứ Tướng đó là ngày Nhâm Tý, ngày Nhâm Tý thì trong tháng không có. Ngày Thời Đức nó là ngày Tý, ngày Tý thì có hai ngày, 18 là Canh Tý và mùng 6 là Mậu Tý, thì mùng 6 ta chọn rồi, 18 là phạm ngày Tam Lương, ta đã loại bỏ. Ngày Dân Nhật thì nó cũng là ngày Tý đấy. Ngày Ngũ Phú thì nó là ngày Tỵ, như ngày Tỵ thì nó phạm kiếp sát trong dùng. Và cuối cùng ngày Trực Khai là ngày Ngọ thì nó phạm vào ngày gì, ngày Tai Sát đó. Như vậy là trong cái tháng 7 âm lịch thì chúng ta có 8 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là chăn nuôi, đúng không ạ? Và 8 ngày đó bao gồm những ngày sau này. Ngày đầu tiên là ngày 21 là ngày Quý Mão, ngày thứ hai là ngày mùng 6 là ngày Mậu Tý, ngày thứ ba là ngày 16 là ngày Mậu Tuất, ngày thứ tư nó là ngày 26 nó là ngày Mậu Thân, ngày thứ năm nó là ngày mùng 10 là ngày Nhâm Thìn, và ngày thứ sáu nó là ngày 15 là ngày Đinh Dậu. Ngày tốt thứ bảy nó là ngày mùng 4 là ngày Bính Tuất, và ngày tốt thứ tám nó là ngày 28 là ngày Canh Tuất. Đó, đó là những cái ngày tốt, đó là những cái ngày tốt trong cái tháng 7 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc chăn nuôi. Đấy. Như vậy là tôi đã vừa sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư, đây là một bảng, đúng không? Một bảng cho quyển ngày tốt toàn thư để tìm ra được những khung giờ tốt cho việc chăn nuôi. Thì tương tự với các ngày tốt khác cũng vậy, thì quý vị có thể sử dụng cái bảng của ngày tốt, ví dụ như động thổ, xây nhà, đấy, kết hôn, để chúng ta tìm ra được những ngày tốt, các ngày nhất để tiến hành công việc cho được hanh thông may mắn. Đấy. Thì tùy theo những ngày tốt này nhá, thì quý vị có thể cho dừng màn hình lại và ngồi chép lại, có thể một là quý vị chép lại từng ngày một để lựa chọn cho mình một cái thời điểm, một ngày phù hợp nhất để tiến hành công việc, hoặc là quý vị cũng thể là gì cho dừng màn hình lại, chụp ảnh lại, chụp lại những ngày tốt này để cho mình để chọn được một ngày từng ngày cho mình tốt nhất làm việc nhé. Như vậy vừa rồi tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về 8 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc chăn nuôi trong cái tháng 7 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.